7 kỹ năng sinh tồn trong đám cháy dành cho trẻ em. Trẻ rất cần được dạy. Một giảng viên khoa phòng cháy, Đại học Phòng cháy chữa cháy đã đưa ra 7 kỹ năng dành riêng cho trẻ em mà cha mẹ nhất thiết phải dạy con. Biết đâu, hỏa hoạn có thể ghé thăm nhà khi không có bố mẹ ở nhà. Kỹ năng 1. Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì các con phải gọi ngay cho các chú lính cứu hỏa. Số điện thoại các chú là 114. Kỹ năng 2. Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn bên cạnh, các con phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn có mặt ở đó. Kỹ năng 3. Chỉ cho bé những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn xảy ra. Dặn bé cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa. Kỹ năng 4. Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy bé rằng đừng bao giờ di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy khi có hỏa hoạn, vì khi đó thang máy có thể ngừng giữa chừng do ngắt điện. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới. Kỹ năng 5. Nhớ rằng không những lửa mà khói và hơi độc cũng có thể dẫn đến tử vong. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy dạy bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Hãy khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước nếu có thể. Kỹ năng 6. Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa, hãy dạy bé phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn. Kỹ năng 7. Nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa rồi chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà. Bởi gầm giường là nơi đầu tiên những người lính cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm những người còn kẹt lại trong một vụ hỏa hoạn.